đời lúc khó mới biết đứa nào chó với mình. Tớ không sao, em cố được. Mà thôi, số của cậu năm nay công nhận cái sao Thái Bạch nó nặng thật. Cố gắng qua đợt này đi, rồi anh em làm cái lễ giải hạn, coi như của đi thay người. Hôm nay mày là đại diện cho mỏ đá, được tòa triệu tập. Vào đấy nhớ trả lời cho cẩn thận. Em nhớ rồi. Vì nồi cơm chung cả thôi, cứ bình tĩnh. Vào đi. Vâng. Ai, đừng làm hỏng việc đấy. Sau cuộc họp trắng đêm, tôi cứ suy nghĩ mãi về chỉ đạo của bí thư và về ai đó nói cái vận hạn của Việt Thanh. Không, vận hạn là do con người. Chúng ta chưa làm tốt công tác cán bộ, hiện tượng trên nóng dưới lạnh vẫn tồn tại. Cán bộ ở dưới huyện xã thì quan liêu, dân người ta kêu nhiều lắm. Vì vậy hôm nay tôi quyết định xuống huyện Thanh Hồng làm việc mà không báo trước. Em đã điều tra rất kỹ, đảm bảo là theo đúng quy trình. Giữ quyền công tố tại tòa cũng là người tham gia kiểm sát điều tra ngay từ đầu. Rồi. Và phiên tòa chắc chắn sẽ suôn sẻ. Bị cáo nhận án thì coi như ta có thể khép lại vụ này. Những cái chết thương tâm của những nạn nhân là do hành vi của bị cáo gây ra. Bị cáo cảm thấy rất ăn năn.